Dạ, xin kính chào cả nhà. Chào cô, chú, bác, anh, chị đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh YouTube của Dòng Sự Kiện. Thì những ngày vừa qua, chúng ta đã thấy cái hình ảnh cô cháu gái HB cùng với những người bạn, những người thân thiết của cô cũng đã đến một cái trại trẻ mồ côi để phát những phần quà về hủ tiếu bò viên và bánh mì xá xíu. Đó nha, bán cái gì thì từ thiện cái đó. Thì như cái nhà đã biết ha, những câu chuyện ồn ào liên quan đến cô cháu gái trong khoảng thời gian vừa qua thì rất là nhiều những bài viết đã chia sẻ rồi. Thì hôm nay hình ảnh cô cháu gái đi làm từ thiện thì nhận được rất là nhiều gạch đá. Thay vì đó là những sự ủng hộ về việc cô cháu gái làm từ thiện như Hồng Loan đi làm từ thiện bằng chính cái tiền túi của mình bỏ ra, bằng chính cái đồng tiền mà mình buôn bán được từ những cái đơn hàng, rất tuyệt vời cả nhà. Còn trái ngược với Hồng Loan thì cô cháu gái luôn luôn có sự ủng hộ của những người thích làm nổi, chẳng hạn như kiểu như là mở một cái tiệm gì đó ra, không buôn bán được gì hết thì chủ yếu là làm từ thiện thôi cả nhà. Livestream thì không mở bình luận để tương tác khán giả đó, những người bí ẩn thật ha. Thì trên hội nhóm ủng hộ Hồng Loan yêu cầu sao kê và tẩy chay nghệ sĩ Bẵng có chia sẻ một cái bài viết như sau, nói về cô cháu gái đi làm từ thiện. Làm từ thiện và đi thăm trại mồ côi, những việc này hoàn toàn trái ngược với tính cách của gia đình Gục Thịt, tập đoàn Ve, Cần Cần. Hơn một năm nay, gia đình Gục Thịt tập đoàn này đã không ngừng tấn công lên đứa con nuôi. Vậy Que đi thăm trại mồ côi để làm gì? Đừng lợi dụng hình ảnh đáng thương của những đứa trẻ mồ côi, những đứa con nuôi vô tội để lôi kéo lòng thương, để thương hại sự ủng hộ của khán giả, cộng đồng mạng. Sống quá giả tạo. Thì đúng cả nhà ha. Thì suốt ngày vẫn là một cái câu con nuôi, con vô ơn, những danh từ dành tặng cho Hồng Loan. Nhưng khi được sự ủng hộ của một cái mạnh thường quân nào đó thì cô cháu gái lại bắt cơ hội liền đến để chụp hình để phát những cái phần quà. Thì những em bé ở đây mà nếu mà ăn thì bình thường đó nha, nhưng mà nó hơi sao sao, mình thấy cảm giác hơi sao sao khi mà làm những món từ thiện như thế này. Đó là một phần. Một phần thứ hai là về cái cách mà họ diễn đạt trước cái ống kính đó nha. Họ âu yếm một em bé thì cái chuyện nó bình thường. Và không có một cái từ ngữ như là mong các bé một đời an yên với tình yêu thương của ông bà cô chú. Thì cái điều đó là bình thường. Nếu như cô cháu gái này là một ca sĩ của công chúng thực thụ, là một người mà không dính đến drama, dính đến scandal liên quan đến phúng điếu sao kê, thì mình nghĩ là mọi người sẽ ủng hộ vấn đề là tiểu của cô cháu gái này. Nhưng như cả nhà thấy ha, một năm vừa qua, hơn một năm vừa qua, rất là nhiều câu chuyện về cô cháu gái này, những hình ảnh, những cái bình luận hay là những cái đoạn văn mà cô đăng tải trên không gian mạng đều bị khán giả tẩy chay. Không phải họ ngẫu nhiên họ tẩy chay cô cháu gái này, mà việc tẩy chay cô cháu gái này đó là do những cái kết quả mà cô cháu gái này đã làm trong khoảng thời gian vừa qua sau khi ông Hoàng Hậu Quảng qua đời. Chính cô cùng mẹ cô và những người gọi là người bạn đi ha, âm thầm làm đám tang, kêu gọi sao kê, phúng điếu, làm những câu chuyện nó không được đẹp, không được lòng của công chúng. Thì tất nhiên công chúng sẽ quay lưng và quay xe với mẹ con cô là bình thường đó cả nhà. Và hôm nay đã là những câu chuyện về từ thiện. Bữa trước thì là từ thiện về bún bò, hôm nay là từ thiện về hủ tiếu bò viên, bánh mì xíu mại. Nói chung thì buôn bán thì chả được bao nhiêu, nhưng mà từ thiện thì rất là đắt cả nhà ha. Một chút xíu ở đây mình sẽ đọc một cái bài viết của Tí Trâm về câu chuyện mà không buôn bán được, từ thiện thì bán được nhiều. Thì dưới đây bình luận của khán giả như sau. Con này giả tạo. Con này là họ đang nói về cô cháu gái cả nhà ha. Tấn Hoàng bình luận. Bây giờ không còn kịp nữa rồi. Những việc làm của HB quá tàn ác, hiểm độc. Mới có vụ kiện sao kê
Hồng Ni cùng luật sư Tiết Ngọc quyết không hòa giải. Những ai ăn chặn tiền vốn điếu, ăn trên xác, phải lòi ra ánh sáng để tòa án thành phố phán xét, để lấy lại danh dự cho chú Bùi Linh. Mong tòa giải quyết. Thì đúng ở nhà thì trong tháng 6 này, trong tháng 6 tới thì sẽ có một lịch diễn ra phiên xử, một lịch trình của tòa cả nhà ha. Còn có xử hay không thì vấn đề đó là của bên tự định. Nó có lịch trình tại vì đã có một cuộc hẹn ẩn ý giữa luật sư Tiết Ngọc và Nina Nasi Nguyễn cùng với Hồng Loan trên bình luận cả nhà. Kim Ngô bình luận như sau: con ve tham lam nhục quá. Randy Beraza bình luận là ve giả tạo quá. Có một đứa mồ côi cúc ở cùng 37 năm trời mà còn ghẻ lạnh, ghét dơ đừng có làm màu, đi thăm trẻ mồ côi chi, thiên hạ nhìn thấu lòng tham nham hiểm của cả bầy ruột thịt. Tụi bay hết rồi, nó đi như vậy Phật trời không có chứng cho nó đâu. Đó là nhà, đó là những cái bình luận của khán giả nha. Tiếp theo nha: sống vô ơn bắt nghĩa mà hốt tiền của cậu kêu bằng trộm đi làm việc nghĩa thì chẳng ích gì đâu. Ăn cướp tiền cúng điếu, xây tiền xây mộ mà đi chùa để lấy hình ảnh con của cậu mày mà mẹ mày hại lên bờ xuống ruộng. Thì cả nhà, nói chung là làm gì làm thì phải có lực nhân quả hết. Thì nếu như cô cháu gái là một người tốt, là một người sống đàng hoàng, thì tất nhiên những cái vấn đề mà liên quan đến ca hát thì cô cháu gái này sẽ được hưởng chọn. Hưởng chọn ở đây là dù sao trước khi mắc, cố nghệ sĩ cũng đã từng giới thiệu đó là người nói ngôi. Nói ngôi ông cả nhà, thì ông mắc đi thì tất nhiên là báo chí truyền thông sẽ đổ dồn về cô cháu gái này. Nếu như cái vấn đề mà cô cháu gái này không có liên quan đến câu chuyện phúng điếu sao kê, thầu đám tang hay những gì mọi người nói đó ha, thì bây giờ cô cháu gái này đã giàu rồi, đã giàu qua Hồng Loan. Cũng chẳng ai biết Hồng Loan là ai, coi chừng Hồng Loan bán cá ngoài chợ cả nhà, hoặc là Hồng Loan đang chạy xe ôm chạy Grab không chừng nữa ha. Và cũng nhờ cô cháu gái này một ngày một lần PR cho Hồng Loan thì Hồng Loan đã có ngày như hôm nay. Thật tuyệt vời, cảm ơn cô cháu gái rất nhiều. Thì hôm nay hình ảnh của cô cháu gái đi làm từ thiện thì mọi người lại có hướng trái chiều, khi cho rằng đó là sự giả tạo, một cái sự muốn lấy lòng khán giả. Nhưng mà đã quá muộn rồi cả nhà, quá muộn rồi. Người ta đã cho cô cháu gái này rất nhiều cơ hội rồi, nhưng cô cháu gái không làm theo mà vẫn khư khư, vẫn cứ thách đố mọi người, thách đố cộng đồng mạng ha, lâu lâu lên status, lâu lâu cái khịa này khịa nọ cả nhà ha, thì có xứng đáng là người công chúng hay không. Và hiện tại nói thẳng luôn á, là vấn đề buôn bán của mẹ con cô cháu gái này không có được suôn sẻ cả nhà ha, chỉ có làm từ thiện thôi. Từ thiện thì rất là tốt, nhưng mà buôn bán tại chỗ thì hầu như là ế và ế. Thì mới đây Tí Trâm cũng mới vừa chia sẻ một cái bài viết như sau cả nhà. Trần Trân, nói chung là bài viết khỉa mà hay, khỉa vui như sau: ngày càng nhiều người ủng hộ hủ tiếu bò né của ông Tí ấy. Hay da, nấu ra đâu có bán, từ thiện hết 6-70 nồi rồi đó, kiểu này nhanh giàu lắm Tí ơi. Thì đó nhà, đó là một lời khịa của chị Trâm ha, khi mà nói ra đề là buôn bán tại chỗ thì không thấy, nhưng mà đi làm từ thiện thì vài trăm tô là bình thường. Thì chứng tỏ một điều là họ mang cái mác là để đi từ thiện thôi cả nhà. Chứ chuyện buôn bán thì khách giảng lai hay những khách thân quen thì họ ăn một hai lần họ nhớ đến thôi. Còn vấn đề mà để cho nó phát triển mạnh mẽ thì mình nghĩ cái hẻm đó thì không thể nào mà phát triển được. Mặt tiền bây giờ còn lên bờ xuống ruộng đây cả nhà, huống chi là trong hẻm này. Thì Tí Trâm đã có một bài diễn nghệ rất là hay ha: ngày càng nhiều người ủng hộ hủ tiếu bò né của ông Tí. Hay da, nấu ra đâu có bán, từ thiện hết 6-70 nồi. Đây là nhà ha. Thì đây là một cái lời khịa của Tí Trâm dành tặng cho con ve đó cả nhà.